Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn máy đo độ ẩm gỗ dạng tay đấm có model là MC460 đến từ hãng là Isotech của Đức. Máy đo độ ẩm gỗ này dạng tay đấm có mức độ ẩm của gỗ xẻ như mùn cưa, dăm gỗ hay viên dầu cọ. Lượng độ ẩm của cây giống như tùy thuộc vào điện cực đầu dò được sử dụng. Hiển thị mức độ ẩm trong phần trăm của H2O, cảm biến điều chỉnh trung bình cho gỗ dựa trên nhiệt độ của gỗ là 20 độ C, có thể được cung cấp đầu dò S10, S30, búa trượt S40 và S10B. Có dải đo cao từ 3 đến 140%, đo nhanh và chính xác ở mức độ ẩm cao. Phân tích có tính năng phân cực mới, màn hình hiển thị LCD và có đèn nền. Khi mua máy thì sẽ được cung cấp là máy chính, một đầu dò dạng cốc và pin, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Máy này được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi công ty Khang Kiên nè. Nếu các bạn có nhu cầu mua máy thì xin vui lòng liên hệ website khangkien.com.vn hoặc số điện thoại 0902 959 547. Xin chào và hẹn gặp lại.